cũng cần nó kiểu như kiểu là cây hướng tới những cái mà nó tiện ích như thế nào, hoặc là nó hướng tới những cái dịch vụ như thế nào, thì nó phải bắt kịp cái xu thế để mình đón trước. Căn hộ à, tức là câu hỏi của anh là căn hộ trong thời gian tới là thị trường sẽ ra sao đúng không? Và là cái xu thế căn hộ nó sẽ như thế nào để nó bắt kịp với cái xu thế của thời đại cũng như là tương lai của người đi thuê. Nếu nói về thị trường căn hộ ở tại Hà Nội á, em chỉ đánh giá Hà Nội thôi nhé, tại vì thành phố Hồ Chí Minh em chưa làm, đâu ra là cái gì mà em chưa làm thì em cũng không chia sẻ đánh giá cũng như là không đưa ra lời khuyên cho mọi người. Nhưng nếu mà nói về căn hộ tại Hà Nội ấy, thì em thấy rằng là cái việc mà hiện nay á, là nó đã sẽ có một cái xu thế là ở ngoại đô chốt lời, ở đội ngoại đô chốt lời để vào nội đô. Vì vậy là thực tế anh em mình đã thấy chứ không phải dự báo nữa, là giá đất ở nội đô bây giờ anh em mình tìm hàng cực kỳ khó và giá tăng rất cao. Nó đã rồi. Đấy, đâm ra là cái việc mà cái dòng tiền nó sẽ quay về nội đô trong thời gian tới là rất lớn, và đấy là cơ hội cho anh em mình làm. Cái quan trọng là bây giờ anh em mình phải thay đổi tư duy là lên một mặt bằng giá mới đi. Nếu anh em mình cứ mặc định cái tư duy là à tôi cứ áp so sánh cái giá trước kia với giá bây giờ để nhập hàng thì chắc là không nhập được. Đấy. Thế thì như vậy là có thể nói tóm lại là thị trường nội đô trong thời gian tới em nghĩ là sẽ đánh giá rất là tốt, thị trường rất là tốt, tại vì là dòng tiền nó chảy về đâu thì lúc đấy là chỗ đấy nó sẽ sôi động. Và riêng nói về dân chứng khoán, dân đầu tư vàng, bitcoin hoặc là dân đầu tư bất động sản hay là đầu tư kinh doanh ấy, thì dòng tiền của họ không bao giờ ở nằm im trong túi họ hoặc để trong ngân hàng, mà họ còn phải đi cố vay ngân hàng giống như em bây giờ, người mỗi người là không cắm. Thế thì cái câu chuyện là cái tâm lý của các nhà đầu tư đấy thì tiền nó phải liên tục luân chuyển, kể cả anh em mình thế, làm liên tục phải bán ra chứ không phải là để lại, là mình ở đây làm để bán ra. Đấy. Thì luôn nó sẽ liên tục quay vòng và liên tục chảy như thế, thì bắt buộc là tâm lý của họ sẽ phải đầu tư vào cái chỗ mà mang tính chất bây giờ ngoại đô nó có một số cái thông tin gần đây nó ảnh hưởng xấu và liên quan đến tâm lý của nhà đầu tư, thì họ sẽ dồn vốn vào những nơi an toàn chắc chắn và lợi nhuận ít thôi nhưng mà chắc chắn và an toàn. Thế nên là một câu tóm nữa là chắc chắn nội đô trong thời gian tới sẽ sôi động. Còn cái câu hỏi thứ hai là liên quan đến cái việc gọi là sản phẩm, làm nào để cải biến cho nó phù hợp với cái xu thế cũng như là cái thời đại cũng như là cái tâm lý của người thuê, cái sở thích của người thuê, thì theo em đánh giá, ví dụ cái sản phẩm của em là trước kia, em đoán là anh nhìn thì anh cũng mê, nhưng đấy là trước kia thôi, ai cũng đánh giá mê và đẹp. Nhưng đến thời điểm bây giờ thì nó em lại đánh giá nó bình thường. Và tới đây là em sẽ phải cải tiến nhiều nó về cái mọi thứ, công năng nội thất, rồi là cách bố trí, rồi cách mình làm sao đó nó phù hợp hơn. Thế thì câu chuyện làm sao để phù hợp hơn thì anh lại phải đi nhìn cái người thuê, sát với người đi thuê phòng ấy, người ta cần cái gì thì mình làm cái đấy, chứ không phải là người đi mua nhà đâu nhá. Cái ông đi mua nhà thì nhiều khi ông hay bị cảm xúc, tâm lý, thói quen và đám đông. Ví dụ thói quen của ông đó là gì, ông đang ở một cái ngôi nhà rất rộng rất to, ông ở biệt thự mà, vì ông mua nhà của mình là ông có tiền rồi, chắc chắn là ông có phải có nhà là ông đang ở, mà nhà của ông cũng không phải là tầm thường. Ví dụ ông ở biệt thự hoặc ông ở liền kề, hoặc kể cả ông ở trong dân thì ông cũng phải là 50-60 mét trở lên. 50-60 mét thì ông chia mỗi tầng 2 phòng thì phòng của ông quá rộng, trong khi đó là phòng của mình nó bé hơn và cái không gian của mình nó khác hơn. Nhưng chưa bao giờ cái người đi mua, em thấy là không phải là chưa bao giờ mà hiếm và ít khách hàng đi mua đặt tâm lý của người thuê, thì mình phải tư vấn cho họ là anh mua để ở hay anh mua để cho thuê, để kinh doanh dòng tiền cho thuê hay anh mua để đầu tư. Thì câu chuyện nếu anh mua để ở, ok, anh cứ mua là ô tô vào, anh cứ mua là
vị trí tốt, anh cứ mua là phòng ốc nó phải theo tiêu chuẩn và tiêu chí của anh. Còn ấy, anh mua để cho thuê và anh mua để đầu tư thì cái tiêu chí của anh, nếu anh mua để cho thuê thì phải phù hợp với nhu cầu của người thuê trong hiện tại và tương lai. Còn nếu mà anh mua để đầu tư thì anh phải chú ý đến lợi nhuận trong vòng 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm nó đạt được bao nhiêu phần trăm lợi nhuận trên giá vốn anh bỏ ra cộng hệ số an toàn. Chứ không phải anh mua theo cảm xúc, tâm lý, thói quen và đám đông của anh được. Đấy, cái câu chuyện nó là như vậy. Nói tóm lại là thị trường nội đô và nhất là sản phẩm của anh em mình trong thời gian tới em nghĩ là nó sẽ sôi động hơn. Nó sẽ, thực ra là nó đã sôi động là trong thời gian vừa rồi rồi. Nhưng là khi mà cái sóng ngoại đô ấy nó lên là nó thu hút cái nhà đầu tư ở ngoại đô đi đầu tư vùng ven và vùng ngoại đô rất nhiều. Nhưng bây giờ nó sẽ bị ảnh hưởng một số tâm lý. Tại vì bản thân em đầu tư ngoại đô em biết là bây giờ em cũng đang phải lựa chọn và chọn vị trí cực kỳ là thận trọng với ngoại đô. Và thật ra là em mở rộng quy mô cả nước để là em tìm kiếm cơ hội nó sẽ được rộng lớn hơn, nhiều hơn và chọn lọc kỹ hơn. Vì vậy là phải chọn lọc thật kỹ vị trí, giá, khu vực, tiềm năng của nó. Và cái đấy nó khó hơn rất nhiều trong 2 năm qua nếu mà nói để chọn đầu tư ngoại đô. Và rất phải dè chừng với những thông tin xấu. Vì bản thân anh em mình đã trải qua sóng năm 2009, 2010. Tất nhiên là sóng hồi đấy nó khác với sóng bây giờ. Đấy, nhưng mà mình cũng đã trải qua rồi, mình thấm rồi, mình có kinh nghiệm rồi. Thì mình sẽ phải rất dè chừng tại thời điểm này. Vì vậy ngoại đô nó sẽ rất khó để tìm kiếm cơ hội an toàn và có lợi nhuận cao tại thời điểm này nữa. Vì vậy là dòng tiền và các nhà đầu tư sẽ đổ vào nội đô và giúp cho nội đô là vừa rồi đã tăng nhưng mà trong 2 năm vừa rồi nó hút vốn ra ngoại đô nhưng bây giờ nó lại quay về nội đô. Và cái yếu tố thứ hai là cái việc mà làm nào để cho căn hộ của mình nó phù hợp với nhu cầu của người thuê trong thời gian tới, hoặc là trong nó bắt kịp với xu thế hoặc là đi trước thời đại thì càng hay. Thì cái đấy là mình phải, anh thì anh không có kinh nghiệm về làm thuê cho thuê, nhưng em thì lại trải qua lâu, rất lâu rồi. Tại sao em sản xuất ra được những cái căn hộ nó hợp lý, nó đẹp như thế tại cái thời điểm như vừa rồi là vì em đã gắn bó không biết bao nhiêu năm làm thuê cho thuê rồi, là kể cả đến bây giờ em vẫn rất sát sao với việc thuê cho thuê. Ví dụ hôm qua em vừa ký một hợp đồng thuê cho thuê xong đấy. Thế thì đấy là cái câu chuyện mà để giải mã cho cái câu hỏi của anh là như vậy.